Xin chào anh em, Đá Bóng Đá TV đã quay trở lại với anh em rồi đây. Như vậy là chúng ta đang được sống trong không khí ăn bóng đá, ngủ bóng đá khi World Cup quay trở lại, không nằm ngoài vòng quay đó. Hôm nay chúng ta hãy cùng Đá Bóng Đá TV để đến với màn soi kèo trận đấu giữa hai đội tuyển Đức và Nhật nhé. Trận đấu diễn ra trong khuôn khổ bảng E World Cup năm nay vào lúc 23 giờ thứ tư ngày 23 tháng 11 trên sân động Khalifa tại Doha. Đức và Nhật không còn là đối thủ xa lạ với nhau tại đấu trường quốc tế, khi cho đến trước kỳ World Cup 2022, cả hai đội đã có hai lần đụng độ nhau trước đó. Cụ thể, Đức đã có được một trận hòa và một trận thắng trước đội tuyển xứ mặt trời mọc. Được đánh giá là một ứng cử viên nặng ký cho ngôi vương lần này, thế nhưng công tác chuẩn bị cho World Cup của tuyển Đức lại không được mượt mà cho lắm. Cụ thể trong 5 trận đấu gần nhất, thầy trò Hansi Flick đã có được 2 chiến thắng để hòa 2 trận và thua 1. Ở trận đấu gần nhất, dù đụng độ với đối thủ yếu là Oman, thế nhưng Đức cũng chỉ có được chiến thắng tỷ số tối thiểu. Trong khi đó, trước một đối thủ yếu là Hungary, Đức đã để thất thủ 1-0 tại Nations League. Trong chuỗi 5 trận đấu kể trên, tuyển Đức đã có một phong độ ghi bàn tương đối ổn với 10 bàn, nhưng hàng thủ cũng đã để thủng lưới 7 lần. Cũng như trong những kỳ World Cup trước, tuyển Đức mang đến đất Qatar một đội hình toàn sao trải khắp ở cả 3 tuyến ở hàng thủ. Ngoài hai sự lựa chọn số 1 là Niklas Süle và Antonio Rudiger, Flick còn có cho mình những trung vệ khác chất lượng như Nico Schlotterbeck. Trong khi đó, suất đá chính ở tuyến giữa sẽ là cạnh tranh gắt cao của những Ilkay Gundogan, Joshua Kimmich hay Leon Goretzka. Ở vị trí số 10, Jamal Musiala sẽ là một lựa chọn không tồi cho Flick. Còn với hai cánh, hiển nhiên Serge Gnabry và Leroy Sané sẽ là hai lựa chọn hàng đầu. Mặc dù có một đội hình chất lượng, nhưng như đã nói, phong độ gần đây của cỗ xe tăng không khiến cho người xem cảm thấy an tâm. Trong 5 trận đấu đã đề cập, Đức chỉ thắng được đúng một kèo, nổ 2 tài và 3 xỉu. Cũng giống như đội tuyển Đức, đội tuyển Nhật không khỏi khiến người hâm mộ lo ngại với màn chạy đà tiền World Cup của mình. Trong 5 trận đấu gần nhất, đội tuyển xứ mặt trời mọc mới chỉ giành được 2 chiến thắng, hòa 1 và thua 1. Trận đấu gần nhất cũng là trận thua duy nhất trong chuỗi trận này của tuyển Nhật là thất bại 2-1 trước Canada. Đa phần nòng cốt tuyển Nhật là những cầu thủ hiện đang thi đấu trong nước, nhưng họ cũng không thiếu những cái tên nổi bật hiện đang thi đấu tại châu Âu. Đơn cử có trường hợp của Takehiro Tomiyasu, hậu vệ phải của Arsenal, Takefusa Kubo, người từng khoác áo cả Real Madrid lẫn Barcelona, hay Karu Mitoma, tiền vệ đang có phong độ bay cao tại Brighton. Trong 5 trận đấu gần đây nhất đã đề cập, đội tuyển Nhật thắng được 2 trong 5 kèo, nổ 2 tài và 3 xỉu. Mức tài xỉu nhà cái đưa ra là 2.75. Với việc cả hai đội đều có lối chơi tấn công phóng khoáng, thì việc trận đấu kết thúc với hai bàn thắng được ghi là khả năng dễ xảy ra. Do đó, việc lựa chọn kèo tài là một lựa chọn hợp lý. Mức chấp nhà cái đưa ra là Đức chấp 1.5, mức chấp tương đối sâu, nhưng với lực lượng vượt trội của mình, không có lý do gì tuyển Đức lại không thể giành chiến thắng với cách biệt hai bàn trở lên cả. Với kèo handicap, tuyển Đức xứng đáng để chúng ta đặt chọn niềm tin, dự đoán Đức sẽ có chiến thắng 3-1 trước Nhật. Trên đây là một số nhận định của chúng tôi, còn quyết định là của anh em. Chúc anh em sẽ có lựa chọn sáng suốt khi đặt cược vào trận đấu này. Đừng quên like và subscribe Tám Bóng TV để cập nhật sớm nhất những kèo hay, hấp dẫn cả ở trong và ngoài nữa nhé.